Quyền Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Có Thực Tài. Đây là ngày đầu tuần, tôi nghĩ rằng rất là nhiều công việc đang chờ đón tất cả quý vị các bạn. Hãy đến với chúng tôi để có những niềm vui, để thật sự thoải mái, để giải tỏa stress, để bước một tuần mới nhiều năng lượng hơn. Trước khi gặp gỡ các tiết mục thì Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón 50 khán giả khó tính. Xin chào đón nghệ sĩ Lê Hoàng, ca sĩ, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, ca sĩ Phương Thanh, người luôn luôn đem đến tình cười cho mọi người, rất là cao to, đẹp trai, anh Minh Nhí. Một cô gái rất là cá tính, dễ thương, xinh xắn nhưng mà đôi khi cũng gai góc lắm, Cát Tường. Còn bây giờ xin mời quý vị hướng về màn hình với tiết mục đầu tiên. Tôi tự tin 90% tôi là người chiến thắng. Bạn đến với bộ môn nghệ thuật này lâu chưa? Dạ, em đến với bộ môn khiêu vũ dance sport thì được 8 năm. Lý do tại sao bạn đam mê cái bộ môn nghệ thuật? Lúc trước thì em theo ba em thì cũng có đi dạy khiêu vũ giao tiếp. Thì sau đó từ từ em yêu thích bộ môn này và em quyết định để học và lên tầm cao hơn, tầm thi đấu. Bạn có muốn khởi động chút xíu không? Dạ, chắc cho em được mời chị Phương Thanh. Thi hay là khởi động? Khởi động với em một chút xíu. Với chủ đề mình vui mà. Giới thiệu với em là chị là đạt giải tương thế giới về dance sport. Và với cái kiểu nhảy anh Lê Hoàng đã từng chấm là không chơi với nhạc và cũng không chơi với nhịp. Chị xin lỗi em, hồi nãy cái cùi chỏ chị bay vô mặt em. Chị lại đây đi chị. Bạn sẵn sàng chưa? Dạ. 2 phút dành cho bạn, bắt đầu. Bạn có thực tài.
42%. Nhưng mà may quá lúc đó tự nhiên tôi thấy bạn bật dậy và cái cột đỏ dừng lại. Riêng bản thân tôi nghĩ tại sao cột đỏ lên nhanh như vậy là gì? Nó chậm quá. Cái này chỉ cần 2 phút thôi mà nguyên một cái dạo đầu của bạn một phút rồi. Nó lâu quá. Nó lâu quá. May là nó dứt, nó chuyển qua cái kia. Và sở dĩ cái cột xanh lên nhiều là nhờ bạn làm kỹ xảo ở trong cái tròn đỏ của bạn, nó có cái kim tuyến á, nó làm cho hấp dẫn thôi, nó làm cho hấp dẫn cho người ta mới thấy thích. Nói thật là nó bị nửa khiêu vũ mà nửa múa đó, nó không có rõ gì hết á. Nếu mà khiêu vũ thì động tác nó dứt khoát hơn, mà múa thì nó cho phép mềm mại như vậy, nhưng mà em bị pha trộn cả hai thứ thì ra người ta bị hoang mang. Thì Việt nghĩ đây là một cái bạn đang minh họa cho một cái nhạc cảnh. Để cho bộ bài bạn khiêu vũ và chứng tỏ hết tất cả những cái kỹ năng riêng của bạn thì bạn sẽ chọn một cái nhạc khác hơn. Có nghĩa rằng cái đoạn mà chậm, cái đoạn slow để bạn biểu diễn cảm xúc có thể là ngắn hơn, 30 giây thôi. Còn lại 1 phút rưỡi sau bạn sẽ làm tiết tấu để cho hình thể của bạn thể hiện hết tất cả cái khả năng tốt nhất của bạn. Vẫn cái nhạc này cũng được, nhưng mà em cắt cái đầu lại cái nhạc á. Thay vì nó 4 khuôn, em cắt lại 2 khuôn thôi là đẹp. Rồi, chúng ta sẽ xem số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Cát Tường 8 điểm, Minh Nhí 8,5, Phương Thanh 8,5, Vũ Quốc Việt 8,5 và Lê Hoàng là 7,5. Tổng số điểm cao Thanh Sang là 41 điểm. Hẹn gặp bạn ở cuối chương trình. Người đến với tiết mục đầu tiên cũng khá nóng và đầy cảm xúc, tràn đầy cảm xúc. Còn bây giờ sẽ là tiết mục thứ hai, xin mời. Chào các bạn, các bạn đến từ mái ấm hoa mẫu đơn hả? Dạ. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 16 ạ. 16 hả? Cao dữ ta. 16 đứng gần chú Linh chắc là rồi lùng hơn rồi. Có rồi, dày nữa chị á. Hả? Trời ơi, mang chắc nửa mét à. Trong mái ấm đó thì nhỏ nhất là bao nhiêu tuổi con? Có mấy em thì mấy tháng cũng có. Thưa quý vị, mái ấm hoa mẫu đơn nhỏ nhất là mấy tháng, lớn nhất là mười mấy tuổi, không? 16, 17 tuổi cũng có. Và trong mái ấm này có 65 em do cô Phạm Thị Đơn phụ trách. Và tôi nghĩ rằng tất cả mọi người hãy tham quan mái ấm mẫu đơn cùng nhau, chia sẻ cùng nhau để đóng góp, để giúp cho mái ấm mẫu đơn càng ngày càng phát triển mạnh hơn nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cuộc thi cũng vô cùng khắc nghiệt. Các con sẵn sàng chưa? 2 phút bắt đầu. Bạn có thật sai. Giờ chú mới thở được. Lo quá. Thứ nhất là lo cho hai con nhỏ. Thứ hai là lo cho hàng ghế khán giả đầu tiên. Thôi tập bao lâu mới được vậy, cái công lực cỡ vậy con? Dạ cũng từ 3 đến 4 năm. Con bay bay vậy con lo không? Không. Đó giờ có trục trặc lần nào chưa? Rồi.
nhiều lần chưa? Cũng nhiều. Con có bị gì không? Ngảy ra. Con có bị trục trặc lần nào không? Có. Bên kia gãy răng, còn mình bị gì? Gãy răng. Rất là hấp dẫn nhưng mà cũng rất là nguy hiểm. 94% khán giả thích. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe lời nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Rồi nếu nhận xét ai mà nhận xét khó quá, điểm ít đó, con bắt lên đây con quay một vòng. Con nhỏ không mấy tuổi rồi con? Trai nhỏ mấy tuổi rồi con? 3 tuổi. 7. 7 tuổi rồi. 3. Sao 7 tuổi mà con nhỏ quá vậy? Đó, liên quan tới tôi nữa này. Chú nghĩ rằng chúng ta phải sắp xếp sao cho nó khoa học, để cho thứ nhất là tất cả các bạn không mệt. Bạn có 3 cái mục biểu diễn á, đúng không? Rồi tới cái mục cuối cùng là cầm ngậm dây ở cổ để quay các bạn kia. Thì giữa cái này và chuyển cái kia á, có thể là lúc mà chúng ta thay đổi tiết mục á, thì cái tiết mục kia nó đang ở giữa sân khấu. Chứ các bạn bị chia làm đôi ra, có nghĩa là hai cái diễn một lúc, thì lúc mà mình nghỉ thì hai cái cũng nghỉ luôn, thì ở giữa sân khấu chúng ta bị trống. Chúng ta phải xoay sở sau đó cho nó thật là khoa học và nó hợp lý. Chú Việt nói thì cũng đúng, nhưng mà cô nghĩ không cần đâu, không cần thiết lắm đâu. Bởi vì là nơi siết hay là nhảy như tụi con thì nó không giống như hát hay không giống như kịch. Chỉ cần lặng một chút, nhưng sau là tụi con đem động tác thật là khó là tụi con sẽ chinh phục được mọi người ngay, cũng không vấn đề lắm. Con đã cho mọi người cảm xúc xúc động có, cười có, sự khâm phục có, và quý trọng tụi con có hết trong tiết mục này. Chúc mừng tụi con. Tôi cũng khuyên khán giả truyền hình, nếu có coi cũng đừng có tập. Có tập thì phải đi học. Chưa học, chưa tập. Bây giờ chúng ta sẽ có số điểm dành cho các con. Tổng số điểm của nhóm Hoa Mẫu Đơn là 46 điểm. Em đang hát nhưng mà cái tim em nó đập theo cái nhịp đẹp. Just close your eyes. The sun is going down. You'll be alright. No one can hurt you now. Thật sai. Dạ, con xin kính chào các quý vị khán giả cũng như là tất cả ban giám khảo ngồi đây ạ. Chào Thanh Bình. Chú được biết năm nay con 11 tuổi hả? Đúng rồi. Lớp 6 con học giỏi môn gì nhất? Dạ, con học giỏi tiếng Việt. Tiếng Việt? Dạ. Tiếng nước ngoài thì sao? Dạ, cũng bình thường, cũng khá. Con rất là dễ thương ha, bình tĩnh, tự tin, mặt tài chung lình ra. Ủa sao con đội nón lá này? Dạ, thì con hát một bài nói về nước Việt Nam mình bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Để các bạn giống như không chỉ ở Việt Nam mình mà bằng cái ngôn ngữ đó tất cả bạn bè trên thế giới đều biết đến Việt Nam mình. Hay quá. Mã có thật sai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chú xin lỗi con nha. Chú nghe chữ chữ Việt Nam thôi. Con làm ơn làm phước con dịch giùm cho chú. Đúng rồi, chú cũng đồng tình với chú Quyền Linh. Chú đang thèm nửa bài sao còn phải hát tiếng Việt. Đâu phải tất cả người Việt Nam nào cũng biết tiếng Anh hay là biết tiếng Pháp, tiếng nước ngoài đâu con. Sau khi này là anh Minh với anh Quyền Linh là đi phổ cập tiếng Anh. Không, tiếng Anh thì chú Minh cũng biết. Cũng biết đó bà nè. Nhưng mà cái gì nó cũng dạy nghệ thuật á, mình phải để cho người của mình hiểu nữa. Con có một sự chững chạc trong cái cá tính của con. Khi con hát lên á, nó đúng với tên của con, rất là thanh bình. Tại vì cái chất giọng của con rất là tốt. Vì con chưa có cái độ mà cao trào hay là thấp để cho nó cuốn hút. Nhưng mà con hát đều cũng rất là dễ thương. Nhưng mà hát gần như là không có xử lý. Chứ hát một cách hồn nhiên vậy thôi, chứ không có xử lý âm nhạc chút nào cả. Nhưng mà vẫn đủ gây được cảm tình của mọi người. Thì cái là cảm tình rồi, vì em bé quá tự nhiên. Ở đây khi ta nghe bài này có lẽ ta sẽ không nghe bởi âm nhạc, mà ta, nếu mà ta nhìn em bé diễn là ta sẽ rất là thích. Chú nghĩ rằng con cứ giữ như vậy, tại vì cái sự hồn nhiên, cái sự thân thiện nó mới tạo nên cái sự gần gũi của con với khán giả. Cát Tường 8.5. Chú Minh góp ý nhưng mà chú Minh vẫn cho vậy. Phú Việt 9. Phương Thành 9.5. Thầy Hoàng là bí ẩn dữ lắm. Con có tổng số điểm là 44.5. Anh Lê Hoàng lắc cái hồn như thế này. Trời ơi. Không có buồn đi đâu ta lắc. Xin chào anh giám khảo, quý vị khán giả. Xin chào Lê Hoàng. Thấy chưa, ấn tượng Lê Hoàng. Lần trước chúng ta chưa thuyết phục được ban giám khảo khó tính kia, và cũng chưa được nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Và lần này cố gắng lên nha. Dạ. Vẫn là 2 phút rất quen thuộc. Chào đón các bạn một lần nữa trở lại với Bạn Có Thực Tài. Và 2 phút bắt đầu. Bạn có thực tài. We'll be right back.
Chúc mừng Nhóm Harmony. Lần này các bạn đã chinh phục được 50 giám khảo khó tính kia. Tôi đỡ luôn rồi. Không phải đỡ nhưng mà tôi cảm giác hôm nay tôi rất là đồng tình với lại 50 vị giám khảo khán giả. Tại sao mà màu đỏ lên nhanh lúc đầu là vì các bạn biết không? Lần này các bạn lại bị sai lầm là các bạn mượn ba cái thang. Nhưng mà vô tình ba cái thang đó che toàn bộ cái bụng của bụng mà che mất cái bụng rồi. Để các bạn đứng ba cái thang ra đây thì che bụng, mà vô trong này thì là chỉ thấy này thôi à. Các bạn hiểu không? Mà nguyên một cái đoạn đầu rất dài cái đó. Khi các bạn giục cái thang rồi thì là cái tiếng ú của cô Chanh lên thì lúc đó tôi mới lý thuyết thấy cái màu xanh nó đi lên. Với lại tôi thấy là rõ ràng mấy bạn không có rút kinh nghiệm ở cái đợt trước gì hết. Cả một phút đầu luôn chưa có biểu diễn phô, chưa có phô diễn một cái kỹ thuật nào cũng có bụng cả. Đó, cái bài này cái kỹ thuật ít quá, nó có một đoạn chút xíu ở phần sau thôi. Mà với lại những cái đoạn chuyển nhạc của bạn cũng rất là bị rời rạc. Chuyển ba chắc nhạc mà nó bị lợn, nó rời rạc, nó không có liên kết với nhau. Thật ra về kỹ thuật các bạn có vấn đề gì đâu, nhưng mà các bạn có vấn đề về dàn dựng. Đấy. Cho nên đôi khi cái dàn dựng phải làm một người khác. Thì các bạn chắc là các bạn tự làm đúng không? Dạ. Các bạn cũng kiểm soát được cái điều đó. Các bạn thấy anh Quyền Linh nói rất hay, thật ra đâu phải anh nói đâu. Tất cả là có cái lời đạo diễn hoặc là trong xã hội, ở đằng sau họ chỉ cái. Đâu ra mà lời, đâu ra mà đạo diễn nào mà nói từng lời cho Quyền Linh được. Của ta đó, nơi nào người ta có tài, phải công nhận chứ gì anh cũng không công nhận, là không có điều được à. Rồi, cảm ơn các bạn. Và bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Em muốn xem số điểm của người đẹp khác từ này. 8.5. 8.5. Và tiếp tục là chị Phương Thanh. Vũ Quốc Việt 8.5. Hình như các giám khảo có đồng điệu với nhau trong cái suy nghĩ. Nhưng mà Lê Hoàng thì nó lạ lắm. Mở ra mà 10 điểm là tôi lăn đây như bao gạo liền. Chúng em một. Chị ơi, đạo diễn Lê Hoàng. Em xin cảm ơn ạ. Số điểm của Amni là 41.5 điểm. Quỳnh Hương xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thay Lời Muốn Nói. Sáng hôm nay quê tôi ra xem của tôi. Phương Châm là có người thích là được rồi, một người thích thì cũng phải diễn. Đúng rồi, một người khán giả coi mình vẫn diễn. Bạn có thích. Bữa nay em xin phép được thi tài năng quá. Chào đón bạn trở lại với bạn có thực tài. Nói chung là lần trước á, bạn tạo cho tôi và ban giám khảo chuyên môn rất là nhiều ấn tượng, thật sự là như vậy. Nhưng mà lạ là chỗ khán giả. Thường thì người ta sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa. Đúng rồi. Em hy vọng là em trở lại em sẽ có thể là hoàn hoại hơn xưa là được. Ngày hôm qua cũng có đội trở lại. Không có lợi hại mà nó gọi là thất bại hơn xưa. Sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. 2 phút bắt đầu. Bạn có thất bại. Đời từ muôn hoa tiếng mưa có vui bao giờ, chuyện lòng tôi kể cánh đây đã ba mùa mưa, tôi đem tất cả tim lòng cho hết cho người, nguyện cho thương cho nhớ. Nàng là trinh nữ tóc buông kín đôi vai gầy, một làn môi đỏ mắt chưa vẫn vương vì ai, chân son gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời, trời xanh đã an bài. Nắng sau mưa gió vì đâu
mưa đổ thấy đau quá thêm trong lòng. Tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai. Kỷ xưa nếu chẳng đem tình yêu hết cho người thì nay có đâu. Cảm ơn mọi người bạn giám khảo đây rất là nhiều. Em thành công rồi đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Chết luôn rồi đó. Chưa có thấy thí sinh nào vừa hát vừa canh cái cục xanh hết đấy. Quay lại cho. Em dòm từng muốn tè luôn một chữ hát coi nhìn một cái bóng đèn. Thật ra là hồi xưa giờ thưa tất cả quý vị là có tham gia rất là nhiều cuộc thi hát. Ở tỉnh thì được, mà lên thành phố là rất từ đầu. Vũ Quốc Việt cũng đã từng chấm 11 hai lần, mà từ thời biết ca học đường tới giờ vẫn rớt như thế. Em á, thật sự là rất có duyên, em có giọng chứ không phải không. Giờ chưa tự tin để cho các cái nốt nó chính là nó đầy. Nhưng mà cái ý chí em dữ dội quá. Tình chỉ là hoa nở tắm tươi đó nhưng rồi phơi. Em chưa có ngọt dạ, tại vì là em đang hát nhưng mà cái tim em nó cứ đập hát nhưng mà không có lo hát, lo đè ăn. Cái bài hát ổng chia tay nha, hồi đầu ổng chưa có, ổng diễn buồn nhưng thật ra là ổng buồn là ổng lo. Cái mà ổng vừa quay lại cái ánh mắt từ mình đó quay ra thấy 51 cái tim ổng cười tươi, bắt đầu ổng chuyển hướng nhìn qua đây liền. Trời ơi ghê, đâu này ổng ghê. Lần trở lại này của em á thì nó duyên dáng hơn lần trước, và em có một cái sự bất ngờ là em không làm bất ngờ. Em có tưởng là trước đây em hát đủ thứ bài hết, thì hôm nay em hát cái tôi hát một câu A xong em hát luôn câu B, cái tôi xoay qua tôi nói với Phương Thanh đấy, sao nó không đổi bài. Có nghĩa là cho một cái đổi bài của em, cho một cái bất ngờ, nhưng mà cái bất ngờ của em là em không làm bất ngờ. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo, và tổng số điểm của Bùi Anh Tuấn là 43,5. Chúc mừng. Đôi khi cái sự thi thố nó làm cho người ta bị stress. Cái sự thi thố nó cũng tạo nên một cái áp lực mà đôi khi người ta cũng không biết họ là ai và không biết đi đường nào. Và nhờ sự tư vấn và giám khảo, chắc chắn lần này thì Bùi Anh Tuấn cũng sẽ có một cái hướng đi mới hơn, tốt hơn. Hy vọng là như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tiết mục tiếp theo. Chú voi con. Các bạn làm tôi nghĩ rằng rất ấn tượng. Nghệ thuật giải trí thì miễn cứ làm cho người ta sướng, người ta cười thế là được. Anh nó là tình trong
Tôi thấy tôi cũng đang sung đây nè. Nhưng mà lần này phải nói bạn làm tôi sung thiệt á. Khán giả cũng sung nữa. Nhớ lần trước mình mém vô địch không? Mém. Lên vô. Mình nhắc lại cũ mà. Cảm ơn đi, cứ dậy hoài ta điểm nhỏ xíu à. Làm ơn. Đây nè, cái chỗ này là chỗ MC đứng nè. Uống thuốc chưa, bên này uống thuốc chưa? Rồi. Cái đồ nó cũng nặng quá đi à. Nói chung là ngày hôm nay tụi em trở lại á, tụi em mang lại nhiều cái màu sắc hơn tuần vừa rồi. Nếu mà nói về chuyên môn thì hôm nay nó hơi tùm lưng chút xíu. Hơi tham. Tôi giống như lần trước các bạn làm có một cái điểm, chỉ cần một cái bất ngờ thôi. Nghe rõ lời. Ví dụ như lần trước là bạn này bất ngờ đứng lên múa đúng không? Còn hôm nay là tôi nghĩ là cái anh chàng bán hàng rong. Hàng rong này nè. Phải có cái chiêu gì đó mà tôi cũng đang chờ. Nhưng mà tôi không nghĩ là anh chàng cái ông già này lại nhảy hip hop như vậy. Và nhảy rất đẹp và rất hay. Thì tôi nghĩ là cái hình ảnh này có chứ không phải không có. Ngày hôm nay tôi thấy các bạn hay hơn hôm trước. Nhưng tôi vẫn phải nói một câu nữa, quen thuộc của tôi là tôi vẫn không nghe rõ đâu. Đó, biết chưa, chị biết mà, thế nào anh cũng nói câu đó mà. Đó, rõ ràng là dũng chị phải cái gì vô là thì chết. Thật sự ra tụi em có thể chế tất cả mọi thứ. Miễn làm sao đó là cái mới lạ riêng của nhóm mình. Và cái chế đó công chúng hưởng ứng được là tốt rồi. Và hôm nay thì khán giả cũng rất là thích tiết mục của tụi em. Và ban giám khảo cũng phải tranh cãi rất nhiều về trường hợp của tụi em. Ngoại trừ cái không rõ lời. Chị Hoàng nói tiếng nói thì đâu rồi? Vui. Thôi đâu. Vui không? Vui như hơi lộn xộn. Và bây giờ số điểm nó còn hấp dẫn hơn nữa. Tôi nói về thôi, tôi còn không quyết định được. Ban giám khảo sẽ quyết định điều đó. Phương Thành 9,5, Cát Tường 9,5, Minh Nhĩ 9,5, Vũ Quốc Việt 9 và Lê Hoàng 8,5. Tổng số điểm của nhóm B-Band là 46 điểm. Còn bây giờ sẽ là tiết mục tiếp theo, xin mời. Hi Bobby. Cho em xin gửi lời chào quý vị khán giả và bạn giám khảo nha. Chào bạn. Tôi biết lần đầu tiên với khi mà bạn xuất hiện thì đã chinh phục được Lê Hoàng rồi. Lê Hoàng cười rất là tươi. Bạn bắt đầu múa lửa từ bao lâu rồi? Dạ, em bắt đầu múa lửa từ năm em 14 tuổi. 14 tuổi năm nay là bao nhiêu? Dạ, năm nay em 19 tuổi. Có bị trục trặc lần nào không? Có bị lửa nó... Nữa, người ta đang suôn sẻ cái trục trặc kỳ cục. Trục trặc thì nhiều lắm anh. Có một lần em hỏi chỗ nào nha. Em không ăn cơm một tuần. Ủa, lý do sao mà không ăn cơm? Dạ, bị phỏng cổ họng. Lửa mà nó vô cháy trong cổ họng luôn vậy đó hả? Dạ. Dữ rồi nha. Đó là một trong những cái sự hy sinh vì nghệ thuật. Thử lần này chúng ta chứng minh 5 năm đó và những cái kinh nghiệm trải qua rồi chinh phục 50 khán giả này trước. 2 phút thôi nha bạn nha. 2 phút bắt đầu. Like an eagle and we always play like we dance only today. There's no tomorrow, we fall behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare, can you feel it? La 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 la
Tôi xin hỏi câu này một riêng tư chút xíu ha. Một cái nghề cũng rất là nguy hiểm, một cái nghề có thể ảnh hưởng đến bản thân của mình. Bạn là một cô gái rất là xinh đẹp, năng động và rất là tự tin. Tại sao mình không nghĩ mình chọn một cái nghề nào khác mà nó nhẹ nhàng hơn, có thể là nó đỡ nguy hiểm hơn? Dạ, cho em xin phép nói là do thường thường á, người con gái nào mà cá tính thì lúc nào cũng thích nổi trội hơn người khác. Nên em thích làm những cái gì mà người khác không làm được. Làm cái gì? Anh nghĩ là phải có thoa cái gì đó nó mới hổng phỏng chứ. Dạ không anh. Thường thường giống như mình tự mình nhéo mình đau thì mình buông. Còn lửa cũng vậy, mình hơi mình cảm thấy mà cái sức chịu đựng mình không chịu nổi thì mình lấy ra. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe cảm giác của ban giám khảo như thế nào. Anh Lê Quang, thật ra cái này thì tôi cũng có xem mà, gọi là nhiều thì không có, mà ít thì cũng không có, cũng đã xem được vài lần. Mà lần nào thì cũng hồi hộp, phải nói thật là như vậy. Bởi vì là cái này nó nguy hiểm quá mà. Đặc biệt là cái này sao không bao giờ thấy con trai biểu diễn, đúng không? Toàn là con gái trẻ đẹp không ạ? Thế mới lạ chứ này. Chứ sao, chứ giờ anh nghĩ anh cởi đồ ra mà anh nhảy về ai coi. Tôi tin chắc là những người khán giả gọi là bình thường họ cũng đã xem rồi, nhưng mà họ vẫn cho cái điểm đến 96 lần. Thật sự nếu em nói là và rèn luyện hàng ngày thì rất là cảm phục. Sự hấp dẫn từ môn múa lửa rất là nhiều, nhưng không phải ai cũng dám múa bởi vì rất là nguy hiểm. Đó là một sự liều mạng và chính liều thì ăn nhiều. Thứ nhất là mọi người từ lo sợ, xong rồi tới lúc mà em thổi được cái lửa ra, người ta mừng vì em không bị gì, cho nên cái tràng pháo tay rất là nhiều. Và em hơn ở chỗ là em rất là quyến rũ, rất đẹp, rất hấp dẫn trên sân khấu. Cái đó là em giành được 96% đó. Tôi liều ăn nhiều thì tôi nghĩ rằng không đúng. Tôi nghĩ rằng bạn đến bằng một sự đam mê. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Chúc mừng bạn Mỹ Kim 44 điểm. Xin chào nhóm SOS. Các bạn đến từ đâu? Dạ nhóm chúng em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Nghe nhóm báo động mà đến từ Biên Hòa nữa cũng lạ. Để thử xem lạ như thế nào. 2 phút bắt đầu. Bạn có thích bay. Wow, dữ vậy. Đạp xe nơi sân trường tóc men đường dài, lặng thinh anh ngóng trông đã lâu.
Cái này ở trong nghệ thuật á mà bạn bè hay đùa chơi vui á, một tiết mục rất là khùng. Tôi nói là chữ khùng thì nó hơi nặng, nhưng mà với các anh em nghệ sĩ nhau đó, trong nghề tụi mình là cái chữ khùng là khen đó. Đúng là khen đấy. Còn chữ khùng dành chút. Mà rất là duyên các bạn, duyên lắm các bạn ơi. À, tôi thích nhất là mấy cái phối hình thể của các bạn thành chiếc xe dễ thương quá. Và bạn bơi á cũng dễ thương nữa, bạn làm từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Cái nhạc tụi em lựa để tụi em có những cái động tác đó mới là hay. Cái âm nhạc hay nhất. Cái là biên đạo đó, cái người biên tập cái tiết mục này đầu tiên, có cái ý tưởng. Đầu tiên ý tưởng là ông nhạc trước đó, cắt cúp rất là hay. Có nghĩa rằng các bạn liên kết á và nối từ cái đoạn nhạc này qua đoạn nhạc kia, nó giống như một cái câu chuyện hấp dẫn, mà câu chuyện có tiết tấu, mà cái tiết tấu rất là hợp với các bạn. Và phải nói rằng tiết mục này khổ luyện rất là nhiều. Vậy thì hỏi cái tiêu chí của cái nhóm các bạn, nếu mà còn đi dài nữa thì các bạn làm gì để đưa đến khán giả cái ngôn ngữ gì? Dạ, cái tiêu chí nhóm em đi thì rất là đơn giản, chỉ là mình nhảy cho khán giả vui là mình vui. Vui, vui. Dạ, khán giả có thể vui mà. Vui. Và bây giờ thì số điểm coi nó có vui hay không. À, Cát Tường 9 điểm. Trời ơi, khen cho đã rồi chứ 9 điểm. Mình nghĩ ơi. Vũ Quốc Việt 9.5. Xin mời Lê Hoàng. Đây là một cái số điểm bất ngờ và thấy là mở ra bất ngờ liền. Phải nói là bây giờ không còn gì bất ngờ nữa hết á. Chị Chanh là không có bất ngờ, nhưng chị tặng thêm tụi em một bất ngờ nữa. Tụi em có đi diễn ở đâu chưa? Dạ có chị. Ở đâu? Dạ ở Biên Hòa tụi em. Nếu mà đến Sài Gòn thì sao? Dạ đi hết. Chị Chanh kêu là em đi hết. Rồi. Sau khi có 1 con 10 và tụi em có một điểm rất giống chị đó, bị khùng. Dạ. Ghi số điện thoại lại cho chị. Dạ. Chúng ta sẽ diễn chung trên Sài Gòn, ok? Yeah. Chúc mừng các bạn có 48.5 điểm. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã cổ vũ cho nhóm MS và cảm ơn em cả rất nhiều. Như vậy là chúng ta đã trải qua 8 tiết mục trong ngày hôm nay, tiết mục nào cũng hấp dẫn hết. Số điểm nào cao nhất trong ngày hôm nay đây, chúng ta chờ xem. Tất cả tiết mục được ban giám khảo, khán giả chấp nhận và có số điểm. Bây giờ chúng ta sẽ hồi hộp hơn nữa để xem đội nào có số điểm cao nhất. Đội có số điểm cao nhất là đội tạm vô địch nhưng phải thi đấu với đội đương kim vô địch tuần trước. Nếu như chiến thắng, giá trị giải thưởng sẽ thuộc về họ. Và bây giờ họ là ai? Ai sẽ là người có số điểm cao nhất? Cao Thanh Sang nhảy Latin 41 điểm, nhóm Hoa Mẫu Đơn siết 46, Hồ Quang Thanh Bình đơn ca 44.5, nhóm Amani nhảy múa 41.5, Bùi Anh Tuấn 43.5, nhóm B-Band 46, Mỹ Kỳ Mua Lửa 44 và nhóm SOS là 48.5. Chúc mừng các bạn lần nữa, nhưng niềm vui vẫn chưa trọn vẹn. Chúng ta còn phải biểu diễn thi đấu với một đội đương kim vô địch tuần vừa rồi nữa. Và tôi thông báo với các bạn rằng đội này là đội cũng rất là mạnh. Xin mời đội đương kim vô địch tuần vừa rồi. Nhóm phụ đổng là 45 và nhóm number one là 48.5. Chúc mừng các bạn, tôi đã gặp các bạn nhiều tuần trên sân khấu này rồi ha. Và lần này nó không thuận lợi như những lần trước đâu. Lần này các bạn gặp đối thủ rất là mạnh. Bây giờ các bạn sẵn sàng chưa? Theo quy định thì đội đương kim vô địch tuần vừa trước sẽ là đội biểu diễn trước.
Cúp vô địch này sẽ được thuộc về đội nào đây các bạn? Chúng ta chờ xem. Và bây giờ sẽ là phần biểu diễn của đội đương kim vô địch tuần vừa rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe lời nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Phải công nhận là các bạn chịu khó đầu tư và chịu khó nghe những cái ý kiến đóng góp của ban giám khảo. Ví dụ như anh Lê Hoàng nói là cái đội của bạn cần phải có thêm nữ vô nữa cho có màu sắc. Thì ngày hôm nay các bạn đã có nữ, và thậm chí là các bạn có đem đến một đôi chim rất là đẹp. Đó là các bạn đầu tư cho cái tiết mục có mang tính giải trí rất là cao. Tuy nhiên là cái bài diễn hôm nay của các bạn thì không có phô diễn nhiều về nghệ thuật. Nhưng mà nó đạt cái điểm ở cái ý tưởng và cái sự đẹp mắt. Chứ còn cái biểu diễn á, thì cái tuần vừa rồi các bạn biểu diễn cái kỹ năng á, nhảy nhót của các bạn nó nhiều hơn tuần này. Nhưng tuy nhiên đây là một cái tiết mục rất là ấn tượng và cũng thu hút được tất cả khán giả. Tôi thích nhóm các bạn là mỗi một cái tiết mục của các bạn nó khác. Điều đó là điều là tôi làm cho tôi thích. Và không biết là cái cảm nhận của tôi có đúng hay không, tôi thấy là cái ý tưởng này rất là hay. Một đôi cái này không là một cái cánh chim hòa bình, và cái thế lực đen muốn chia rẽ, muốn đè bẹp cái hòa bình đó đi, nhưng mà cuối cùng là dù cái gì đi nữa thì cánh chim này vẫn ráp lại và cái thế lực đen nó bị tiêu diệt, đúng không? Đúng. Nhưng mà đúng là các bạn cũng phải thay đổi. Mấy cái tiết mục kia thì hùng hút, nhưng mà tiết mục này thì nó rất là lãng mạn. Thích các bạn cái thay đổi trong biểu diễn của các bạn, nó không bị trùng lắp, đó là cái hay của các bạn. Đồng ý là cái tiết mục này có nội dung. Thường trong một cái bài múa ấy, đôi khi người ta chỉ phô diễn kỹ thuật thôi, người ta không quan tâm lắm đến cái nội dung, thì tiết mục này đã vượt ra khỏi cái đó. Nhưng cũng phải thú thực cái này này, cái sự chiến thắng của cái đôi chim ấy với cái thế lực đen nó tôi không thấy rõ. Đúng không? Một bên là thấy 4-5 kẻ thù, một bên một đôi chim ấy, làm sao hai bên đấu tranh? Bởi vì thật ra chim bồ câu nó phải tự nhiên mà nó thắng được, nó phải có cái sự đấu tranh chứ. Ở đây cái sự đấu tranh tôi không rõ, thế là tôi thấy cảm giác là hơi dễ dàng, địch tự nhiên lăn ra chết hết. Tôi có ý kiến là ba vị giám khảo vừa rồi đã nói hết rồi. Còn bây giờ sẽ là phần biểu diễn của đội tạm dẫn đầu trong ngày hôm nay. Dữ vậy. Nắng cho em màu yêu
Oh my god. Where's my money? Where's my money? Where's my where's my money? Mario. Thì tự nhiên thấy cái nhạc nổi lên cái bài cũ thì trong lòng có hơi thất vọng một tí, nhưng mà rồi thấy các bạn làm những cái động tác mới, có nghĩa là trong một cái tích tắc thì các bạn đã sử dụng những cái nào cốt lõi, nghĩa là cái nào đặc sắc nhất của cái tiết mục vừa rồi, và những cái đoạn mà solo hay là những cái đoạn mà khúc giữa những cái đoạn ấy thì các bạn lại biến tấu cho nó lạ lên, có nghĩa là hòa trộn giữa cái mới và cái mà đã thành công vừa lúc nãy, thì đó là làm cho chúng tôi cảm thấy bất ngờ. Để dàn dựng một cái bài và để tập cho nó nhuyễn khó lắm, công phu lắm, thành ra là đổi một bài khác là rất là mệt, phải nói thực là tập mà lại thời gian lại ngắn nữa. Ừ, cho nên rằng là các bạn đổi một chút như vậy cũng đã là rất là cố gắng và cũng đã là khó. Người nghệ sĩ thì nhân dân luôn luôn đòi hỏi sự đa dạng, có nghĩa là nếu như các bạn đã như thế này thì lần sau các bạn phải hoàn toàn khác một chút thì cũng được, nhưng mà chưa phải là thỏa mãn lắm. Nếu các bạn còn có cơ hội được diễn trên sân khấu này, mà tôi nghi là như vậy, thì các bạn phải khác hoàn toàn đấy nhé, nếu không là các bạn sẽ trượt thẳng cẳng đấy. Còn bây giờ sẽ là số điểm dành cho các bạn. Đội nào sẽ nhận số điểm cao nhất sẽ là đội vô địch. Nếu như hôm nay đội SOS nhận số điểm cao nhất, các bạn sẽ nhận được 10 triệu đồng. Hãy chờ xem. Đầu tiên sẽ là số điểm dành cho đội number one. Sẵn sàng chưa? Phương Thanh 9,5, Cát Tường 9, Minh Nhĩ 9,5, Vũ Quốc Việt 10 và Lê Hoàng là 8. Chúng ta sẽ đến với số điểm của đội SOS. Căng thẳng, chờ đợi, hồi hộp. Cát Tường 9,5, Minh Nhĩ 10, Phương Thanh 10. Còn hai con số bí ẩn nữa. Bao nhiêu cặp mắt đang dồn về phía Lê Hoàng và Vũ Quốc Việt? Vũ Quốc Việt, tôi nhắn lên, trời ơi, ảo thuật nữa, đang không bảy bây giờ. Và con số này hồi nãy là 10 đó, hồi nãy là 10 đó. Không biết lần này là mấy. Lê Hoàng 9 điểm. Chúng ta đã có số điểm tổng cộng của hai đội.
nhóm Number One 46 và nhóm SOS là 48. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi rất tiếc phải mời bạn trao lại cúp vô địch tuần cho đội SOS. Tôi xin mời ban giám khảo sẽ trao kỷ niệm chương cho các đội. Xin mời. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với chương trình Bạn Có Thực Tài, một chương trình dành cho tất cả mọi lứa tuổi, tất cả những tiết mục nào có thể cảm nhận rằng cho tự tin và bản lĩnh, hãy bước lên sân khấu chúng tôi để được có nhiều thật nhiều niềm vui và giải thưởng. Còn bây giờ thì chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty MCP thực hiện. Tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị vào lúc 21:30 thứ hai hàng tuần trên HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do công ty MCB và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác sản xuất.